Good evening. Hôm nay ông già chiên cá kiểu Italy nhé. Ok, này. Đây, quý vị thấy không? Cái gia vị của nó này. Đây. Đấy. Rồi, xong xả ớt gừng thôi. Ở đây ông già ông ướp bột canh thôi quý vị. Đấy, rồi xong bắt đầu chiên. Chứ không ướp mắm muối gì đâu. Rồi, bắt đầu chiên này. Bắt đầu chiên này. Chơi vậy mà chơi vậy đi rồi wow đấy quá tuyệt vời luôn đấy mày ăn cá thịt nhiều rồi cá với rau đi mày ăn cá với rau đi cho nó đỡ béo mập to cái bụng mà không có đẹp đâu ăn vậy thôi Chúng ta con cá này đi. Rồi sẽ làm này. Chiên xong rồi mới làm. Để chế biến. Ha. À. Đây cho. Wow. Cho cá kiểu ý nhé. Ăn hết ý luôn nhé. Wow. Quá đã luôn. Rồi. Chiên xong vàng xong bắt đầu kho. Rồi. Ok. Good. Look good. Look good. Trời ơi, cá kho cửa Ý, kiểu Ý mà không như Ý mới lạ, đúng không? Yeah! Quá tuyệt vời luôn. Hơi bị đã đó, không đùa đâu. Mẹ chưa ăn tới chạy nó biết rồi. Xin mời quý vị ăn buổi tối ngon miệng nha. Yes! Hôm nay ông già nấu cá kiểu Ý. Ăn thế đi. Yeah. Trước tiên là ông già chiên cho nó vàng cái đã, xong bắt đầu mới chế biến. Hey. Ok, đây, ơi vàng rồi, ok, quá tuyệt vời luôn. Ôi hai quay phim luôn, bữa nay hai quay phim luôn. Hai cà phim luôn. Hai cà phim luôn. Ơi, quay đầu bếp của Italy. Rồi, xong. Đây, qua đây. Wow, cái nó bằng vàng này, cái chị đã, nó thơm. Quá
Yes. Jenny. Quá đã luôn. Lần khác lên đây. Thank you.